الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, những chay tháng Ramadan là một trong các hình thức thờ phượng mà mỗi người bề tôi có đức tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nơi kinh Quran, nơi vị thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam phải có nghĩa vụ chấp hành và thực hiện. Vì đó là sắc lệnh của Allah, đấng tạo hóa vạn vật, thượng đế của vũ trụ và muôn loài. Như Ngài đã phán: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho những người trước các ngươi. Mong rằng các ngươi sẽ ngoan đạo. Chương 2 Al-Baqarah câu 183. Nhịn chay được sắc lệnh vào năm thứ 2 Hijri và thiên sứ của Allah, thiên sứ của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nhịn chay được 9 lần Ramadan thì người qua đời. Ban đầu, nhịn chay được sắc lệnh theo hình thức lựa chọn, có nghĩa là người tín đồ được phép lựa chọn giữa việc nhịn chay và nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo, tùy theo ý mình. Nhưng rồi sau đó, nhịn chay trở thành, được quy định là một nghĩa vụ bắt buộc. Tuy nhiên, người già yếu, lớn tuổi và phụ nữ không có khả năng nhịn chay thì được phép không nhịn chay, mà dùng hình thức nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo. Còn đối với người bệnh và khách lữ hành thì cũng được phép không nhịn chay nhưng phải nhịn bù lại. Người mang thai và cho con bú nếu lo sợ cho bản thân thì cũng được quy định giống như người bệnh và khách lữ hành. Nhưng nếu lo sợ cho bào thai hay lo sợ cho đứa con đang bú của mình thì ngoài việc nhịn chay bù còn phải nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo. Như vậy, nhịn chay được sắc lệnh theo thứ tự 3 bước. Bước thứ nhất đó là nghĩa vụ nhịn chay trên hình thức lựa chọn, tức là tùy lựa chọn giữa nhịn chay và không nhịn chay, giữa nhịn chay và việc nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo. Bước thứ hai đó là nhịn chay trở thành nghĩa vụ bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người nhịn chay ngủ trước khi xả chay thì bị cấm ăn và uống cho đến hôm sau. Thì bước thứ hai này được xóa bỏ và được thay thế bằng bước thứ ba. Bước thứ ba đó là nghĩa vụ nhịn chay theo hình thức mà giáo lý đã quy định cho đến ngày tận thế. Thì đó là ba bước mà Allah subhanahu wa ta'ala sắc lệnh việc nhịn chay. Một câu hỏi được nêu lên là tại sao Allah lại không sắc lệnh việc nhịn chay sớm hơn mà lại đình trệ cho tới năm thứ hai Hijri? Có phải điều đó mang một ý nghĩa nào chăng? Câu trả lời: tất cả đều thuộc quyền quyết định của Ngài. Chúng ta phải biết rằng tất cả đều thuộc quyền quyết định của Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi Allah là đấng định đoạt, là đấng chi phối, là đấng điều hành tất cả mọi sự việc, tất cả mọi điều trong vũ trụ này. Ngài muốn làm gì tùy ý Ngài, không có ai có quyền đôi co và can thiệp. Tuy nhiên, mỗi hành động và mỗi quyết định của Ngài luôn là sáng suốt, luôn là khôn ngoan và luôn mang những giá trị nhất định. Mặc dù vậy, có lúc con người không nhận thức được hoặc nhận thức không hết ý nghĩa và giá trị từ các hành động và sự sắp đặt của Ngài. Nguyên nhân là do sự nhận thức yếu kém và kiến thức hạn hẹp của con người mà thôi. Còn về lý do tại sao Allah đình trệ việc ban hành nghĩa vụ nhịn chay cho tới năm thứ hai Hijri, thì một số học giả cho nói rằng việc ngăn nhân loại khỏi thói quen hàng ngày của họ cũng như kìm hãm dục vọng của bản thân họ là một trong những điều khó khăn đối với họ. Cho nên việc sắc lệnh nghĩa vụ nhịn chay được đình trệ đến khoảng giữa của Islam sau cuộc Hijra. Mục đích là để cho mỗi bản thân người bề tôi thấm nhuần tauhid và để họ quen với lễ nguyện Salah cũng như các mệnh lệnh của Quran.
Về việc xác định vào tháng Ramadan để bắt đầu nhịn chay cũng như việc xác định hết tháng Ramadan thì thiên sứ của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã có những hướng dẫn rất rõ ràng. Người nói: "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in gubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30." Các người hãy nhịn chay khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm đầu tháng, và các người hãy xả chay tức kết thúc tháng nhịn chay của mình khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm cuối tháng. Nhưng nếu mây che khuất tầm nhìn của các người thì các người hãy làm tròn 30 ngày cho tháng Sha'ban. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thiên sứ của chúng ta, thiên sứ của Allah, thiên sứ của Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bảo người Muslim dựa vào trăng lưỡi liềm đầu tháng và cuối tháng để bắt đầu cho việc nhịn chay cũng như để kết thúc tháng nhịn chay. Đó là cách mà thiên sứ của Islam hướng dẫn cộng đồng tín đồ của người xác định đầu và cuối tháng và cuối cho tháng Ramadan. Tuy nhiên, thiên sứ của Islam cũng chỉ ra một trường hợp ngoại lệ, người nói: "Nhưng nếu mây che khuất tầm nhìn của các người thì các người hãy làm tròn 30 ngày cho tháng Sha'ban." Có nghĩa là khi nào cho không thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm đầu tháng hay cuối tháng do trời có nhiều mây hoặc do điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc quan sát bằng mắt thường thì người Muslim mới hãy dùng đến cách tính, đó là chúng ta làm tròn tháng Sha'ban 30 ngày hoặc làm tròn tháng Ramadan 30 ngày. Như vậy, qua sự hướng dẫn của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam về việc xác định vào tháng hay hết tháng, chúng ta khẳng định rằng các tháng của Islam thường chỉ gồm 29 ngày nếu như trăng lưỡi liềm đầu tháng hoặc cuối tháng được quan sát thấy. Còn nếu như trăng lưỡi liềm đầu tháng hay cuối tháng không được nhìn thấy thì tháng đó được làm tròn 30 ngày. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã không nhịn chay vào ngày đó, vào ngày có mây, tức là người đã không nhịn chay vào cái ngày không thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm, và đó là ngày 30 của Sha'ban. Và người cũng không ra lệnh bảo các tín đồ nhịn chay trong ngày này, mà người ra lệnh phải làm tròn 30 ngày cho tháng Sha'ban khi trời nhiều mây. Thì đây là việc làm của người sallallahu alaihi wasallam và mệnh lệnh của người sallallahu alaihi wasallam, không có sự mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của người sallallahu alaihi wasallam. Trong sự hướng dẫn của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng việc nhịn chay chỉ bắt đầu bởi việc nhìn thấy trăng lưỡi liềm của một người chuyên trách, hoặc là chỉ cần một người nào đó nhìn thấy thì sự việc được công nhận. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nhịn chay và ra lệnh cho mọi người nhịn chay khi ông Ibn Umar cho biết rằng ông đã nhìn thấy trăng lưỡi liềm, chỉ một mình ông duy nhất. Và trong một hadith, một lần khác nữa thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nhịn chay và ra lệnh cho mọi người nhịn chay khi được một người dân sa mạc cho biết rằng ông ta đã nhìn thấy trăng lưỡi liềm. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã công nhận thông tin của hai người đó, của ông Ibn Umar và của một người dân sa mạc, mà không cần họ phải nói lời xác nhận. Và người đã ra lệnh cho mọi người nhịn chay chỉ cần một người Muslim nhìn thấy trăng lưỡi liềm. Đó là đối với việc xác định vào cuộc nhịn chay. Nhưng để xác định hết tháng nhịn chay thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam ra lệnh phải có đến hai người nhìn thấy trăng lưỡi liềm. Nếu đã có hai người xác nhận rằng họ đã nhìn thấy trăng lưỡi liềm của ngày 29 thì ngày 30 sẽ là ngày tiến hành lễ nguyện Salat Eid và mọi người sẽ trở lại ăn uống bình thường. Đây là chỉ đạo và hướng dẫn của vị thiên sứ Islam. Người Muslim cần phải bám sát theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của người để được sự yêu thương, chấp nhận và hài lòng nơi Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao. Người Muslim cần phải thực hành theo cách nhìn trăng lưỡi liềm để xác định các tháng trong năm, trừ trường hợp không thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm thì mới áp dụng đến cách tính theo lịch. Như thế mới là đúng đắn, mới là đúng theo giáo lý của Islam, giáo lý mà Allah subhanahu wa ta'ala đã sắc lệnh và ban hành. Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Yas'alunaka 'anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj." Họ hỏi người Muhammad về các dần trăng lưỡi liềm. Ngươi hãy nói với họ: chúng, tức là các dần trăng lưỡi liềm đó, là những thời điểm cho nhân loại để họ tính toán thời gian và
các dần trăng lưỡi liềm đó là những cái thời điểm dành cho việc hành hương Hajj. Al-Baqarah, câu 189. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, nhịn chay mang lại sự ảnh hưởng đáng ngạc nhiên trong việc bảo trì các cơ quan ngoại và nội của cơ thể con người. Nhịn chay làm giảm hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, giúp chúng được nghỉ ngơi vì đã hoạt động liên tục không ngừng trong một thời gian khá dài, đồng thời giúp thanh lọc và tống khứ các chất bất lợi gây hại đến sức khỏe ra khỏi cơ thể. Đây là lợi ích của việc nhịn chay đến thể xác của con người. Nhịn chay giúp người bề tôi kìm hãm dục vọng, đồng thời giúp họ trở nên ngoan đạo hơn. Như Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán: Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho những người trước các ngươi. Mong rằng như thế nào? Mong rằng qua việc nhịn chay đó, các ngươi sẽ trở nên ngoan đạo. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam của chúng ta nói rằng: As-sawmu junnatun, nhịn chay là cái khiên bảo vệ hay là chiếc áo giáp. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam bảo những ai có ham muốn tình dục dâng trào nhưng lại không có khả năng cưới vợ, lập gia đình thì nên nhịn chay, bởi vì việc nhịn chay sẽ giúp cho họ ngăn các hành vi haram do ham muốn nhục dục sai khiến. Sự cải thiện lợi ích cho nhịn chay do nhịn chay mang lại đích thực được trí tuệ lành lặn và bản chất tự nhiên ngay chính của con người thừa nhận. Allah Subhanahu wa ta'ala xác lệnh việc nhịn chay đã xác lệnh việc nhịn chay xuống cho các bề tôi của Ngài, vì Ngài thương xót họ, vì Ngài muốn ban điều tốt đẹp cho họ, và vì Ngài muốn bảo vệ họ từ tâm hồn đến thể xác. Quả thật, sự hướng dẫn và cung cách của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam là sự hướng dẫn hoàn hảo nhất, là cung cách tốt nhất và dễ dàng nhất trong việc đạt được mục đích và các giá trị của nhịn chay, cũng như là cách hoàn hảo nhất và dễ dàng nhất để mỗi người chấp hành và thực hiện. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nói: nhịn chay mang mục đích và các giá trị sau. Thì ông đã đưa ra cả thể 8 cái giá trị và 8 cái ý nghĩa và giá trị. Ông nói, thứ nhất, nhịn chay sẽ kìm hãm bản thân khỏi dục vọng và làm cho nó ngừng đi theo những thói quen được lặp đi lặp lại. Cái thứ hai, nhịn chay sẽ thay đổi sự cảm thụ của bản thân để chuẩn bị cho việc tìm kiếm những gì mang mục tiêu của hạnh phúc và chấp nhận những gì dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng và trường tồn. Thứ ba là nhịn chay, đó là sự chịu đói, chịu khát một cách thực tế để có sự cảm nhận cái khổ và khó khăn một cách trung thực, nhằm nhắc nhở bản thân nghĩ đến tình cảnh đói khát của những người nghèo đói rách. Thứ tư, nhịn chay sẽ thu hẹp dòng chảy của Shaitan trong con người bề tôi bằng sự thu hẹp dòng chảy của thức ăn và đồ uống. Thứ năm, đó là nhịn chay sẽ giúp các cơ quan cơ thể duy trì sự sống quan trọng nhất. Tức là sẽ nhịn chay giúp cho cơ quan duy trì sự sống quan trọng nhất của cơ thể khỏi sự hoạt động liên tục và thường xuyên. Thứ sáu, đó là nhịn chay sẽ giúp các cơ quan của cơ thể được nghỉ ngơi và mọi sức mạnh của ham muốn được dằn lại, giữ vững tinh thần được kiên cường. Đó là dây cương của những người kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, là chiếc áo giáp của những người chiến đấu vì Ngài, và là sự rèn luyện thân thể cho những người ngoan đạo và đức hạnh. Thứ bảy, nhịn chay là việc làm trong số các việc làm vì Thượng Đế, đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài. Bởi vì quả thật, người nhịn chay chẳng làm gì khác ngoài việc từ bỏ dục vọng của y, thức ăn của y và đồ uống của y để phục tùng mệnh lệnh của đấng thờ phượng. Và ý nghĩa và giá trị thứ 8 mà Imam Ibn Qayyim đưa ra. Đó là nhịn chay là điều bí mật và thầm kín giữa người bề tôi và Thượng Đế của y, và không một ai có thể biết được nó ngoại trừ một mình Thượng Đế của y.
Ai đó có thể biểu hiện công khai cho mọi người biết về việc y nhịn, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn nhục dục của bản thân, nhưng y lại ăn uống và thực hiện hành vi nhục dục một cách thầm kín và bí mật. Cho nên, người nhịn chay đích thực là người nhịn ăn, nhịn uống và nhịn nhục dục ngay cả trong thầm kín và bí mật. Chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết rõ về bí mật và thầm kín đó của người bề tôi. Thì đây là bản chất đích thực của nhịn chay. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, sự nhịn chay thực thụ sẽ đưa người có đức tin đến với lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thúc đẩy y làm việc thiện tốt và nỗ lực phấn đấu trong việc tích lũy nhiều ân phước. Những người nhịn chay thực thụ sẽ luôn biết nắm bắt và tận dụng thời gian quý báu cho việc hành thiện và hành đạo. Họ luôn vội vã và nhanh chân tìm đến những việc làm mang lại nhiều ân phước. Họ không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng của những người nhịn chay ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng đa số họ chỉ biết nhịn ăn, nhịn uống mà không hề có một việc làm thiện tốt nào cả, cũng chẳng hề biết rèn luyện tâm tính và tinh thần ngoan đạo, trong khi Allah subhanahu wa ta'ala đấng tối cao và ân phúc đã phán rằng mong rằng các ngươi sẽ ngoan đạo ra qua cái việc nhịn chay. Do đó, nếu đức tin của chúng ta chưa được tăng thêm, việc thiện tốt của chúng ta chưa được thực hiện một cách tích cực, việc bất tuân và nghịch đạo của chúng ta chưa được dừng hẳn, thì chúng ta hãy kiểm điểm lại bản thân mình ngay lập tức để không phải trở thành những kẻ sao lãng và hời hợt, thờ ơ với tháng Ramadan ân phúc mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho chúng ta. Khi nào con người thực sự tin tưởng nơi Allah subhanahu wa ta'ala đứng vĩ đại và có niềm tin kiên định vào cuộc sống đời sau, vào sự phán xét và thưởng phạt của ngày phục sinh, thì chắc chắn y sẽ nhanh chân tìm đến sự hài lòng của Thượng Đế của y, và lúc nào y cũng sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Ngài mà thẳng bước trên con đường ngay chính của Ngài. Như vậy, người nào trung thực trong đức tin, y sẽ làm cho Ramadan thành tháng của thờ phượng. Y sẽ hoàn thành nghĩa vụ nhịn chay trong tháng này. Y ngoan đạo và ăn năn sám hối. Y luôn giữ gìn tâm tính và đạo đức. Y từ bỏ những điều sai quấy và tội lỗi. Y luôn thể hiện sự thờ phượng qua nhịn chay của mình. Y tận dụng thời gian của nó làm nhiều điều thiện, tích nhiều ân phúc trong hành đạo. Y đọc Quran và suy ngẫm về ý nghĩa và giá trị của những lời trong Quran. Y bố thí giúp đỡ người nghèo khó. Y kết nối tình thân thuộc và bạn bè. Y hiếu thảo với cha mẹ và đạo đức trong cư xử. Y tích cực tụng niệm Allah với các lời tụng niệm khác nhau bằng cả lòng kính sợ và an bình. Và y luôn dành cả ngày cho những việc làm đó. Rồi khi chiều đến, hoàng hôn của Ramadan phản ánh lên khuôn mặt của vũ trụ, những gương mặt đang chờ đợi thời khắc được thưởng thức những món ăn, những thức uống đã dọn sẵn. Nhìn vào Ramadan, chúng ta sẽ thấy thế giới này dường như trở nên yên bình khi giờ xả chay đến. Mọi người được nghỉ ngơi sau những ngày nhọc nhằn, lao lực với cuộc sống và những bộn bề cho việc phục vụ ham muốn của bản thân. Người đàn ông có thời gian gần gũi hơn với vợ con của mình, gia đình được sum vầy trên chiếc bàn ăn và quay quần bên nhau trong ấm cúng, và đó cũng là thời gian hữu ích nhất trong việc khuyên bảo lẫn nhau. Rồi đêm đến, mọi người dâng lễ nguyện Salat trong đêm, họ đọc kinh Quran, họ dua và ăn năn sám hối, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi. Đó là tháng Ramadan ân phước, đó là nhịn chay mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn ở những người bề tôi của Ngài. Đó là cuộc nhịn chay mang lại sự yên bình và thư thản, là thời khắc để được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và yêu thương. Chính vì vậy, những ai muốn tìm kiếm điều phúc lành thì hãy sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng đón lấy món quà của Allah. Đó là nhịn chay Ramadan. Còn những ai đang làm điều tội lỗi thì hãy mau dừng lại. Hãy mau dừng lại và hãy chờ đến Ramadan để chúng ta được sám hối, được ăn năn, được quay trở lại với Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afawtana anna ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.